Cô không tồi lắm. Tới lúc rồi, lấy thao ra. Tôi hiểu rồi, cậu ta dùng cái thao này để dự thi. Không cần cậu ta dùng món ăn bình thường để dự thi. Trịnh Bạch, cậu làm tôi thất vọng quá. Hắn dùng một thao đồ ăn bình thường mà muốn thắng được Dịch Tiểu Đông, thật là ngu ngốc. Để xem miếng thịt đó được sắp xếp như thế nào. Nhảy chân vào thì dẫm lên thức ăn, ngươi sẽ bị trừ điểm hết đó, tên ngốc à. Chỉ còn có 7 phút mà hắn còn bày trò. Nếu ngã xuống thì hết cách đó. Bây giờ xin mời quý vị chú ý, thời gian của chúng ta vừa đúng 3 giờ, thời gian thi đấu của chúng ta đã hết. Trước tiên xin mời vị Dương và 3 vị giám khảo mà chúng tôi đã chọn ra ở tại đây sẽ đưa ra những nhận xét về món lưỡng long canh châu của đầu bếp Dịch Tiểu Đông. Dịch Tiểu Đông, đao pháp của cậu rất lợi hại. Cậu có thể cắt món thịt tôm hùm ra thành từng lát mỏng, dùng củ cải trắng chỉa thành một quả cầu trắng như ngà voi. Chả trách người ta gọi cậu là quỷ phủ thần công. Phối hợp nguyên liệu và gia vị rất tài giỏi, rất hợp khẩu vị, rất là ngon. Cảm giác rất ngon nhưng không ngán. Lại thêm vị ngọt thanh của củ cải, tất cả hợp lại thành một, kích thước được vị giác và nhãn giác của người ta.
Xem ra vị Dương rất thích món lưỡng long trân châu của vị Tiểu Đông đó. Thế nào Trịnh Bạch, cậu dự thi với một thau cải lớn như vậy, cơ hội không có đâu, chi bằng chia cho mọi người cùng ăn đi. Cậu đúng là hiểu ý của tôi. Ý tôi chính là muốn cho mỗi khán giả ở đây đều có thể ăn được món ăn của tôi, cho nên tôi mới làm thật nhiều như vậy. Tôi muốn nhờ vị Dương giúp tôi hoàn thành bước cuối cùng cho món ăn này. Xin mời vị Dương qua đây nếm thử món ăn của tôi. Xin mời vị Dương làm miếng này. Chính là miếng này. Trịnh Bạch, đao pháp hay lắm. Cậu quá khen rồi. Tôi chẳng qua chỉ là một chiếc tàu rách rưới chơi một ván, có thể thắng cậu còn phải xem giám khảo nhận xét thế nào. Trịnh Bạch đã lợi dụng nguyên lý sắp xếp để làm nên một thao món ăn lớn như vậy, quả là xuất quỷ nhập thần, quả đúng là rất hấp dẫn. Quên cho cậu biết, món này của tôi có tên gọi là khổng tước mở màn. Thưa quý vị, cuộc thi của chúng ta đã tới giờ phút quan trọng và quyết định. Tại sao tôi lại nói như vậy? Là vì số điểm của hai đầu bếp đều ngang bằng nhau và đều là 10 điểm. Điều đó chứng tỏ rất khó phân thắng bại. Nhưng mà cuộc thi này nhất định phải là phân thắng bại. Bây giờ xin mời trưởng ban giám khảo, đó là người có chiếc lưỡi vàng và có quyền cao nhất, vị Dương. Kết quả cuộc thi này đã có rồi. Người thắng cuộc là Trịnh Bạch. Cuộc thi đầu bếp lần này quả thực là rất khó phân thắng bại. Cả hai đầu bếp, bất luận là đao pháp hay kỹ thuật nấu ăn, quả thực rất lợi hại. Nhưng dùng trái tim để sáng tạo ra tác phẩm nghệ thuật, Trịnh Bạch có phần nhỉnh hơn. Chúng ta đều biết, đây là món ăn rất là bình thường. Tất cả nguyên liệu đều rất là bình thường. Nhưng mà Trịnh Bạch, với sức sáng tạo và đao pháp tài ba của mình, đã đưa các món ăn bình thường lên một vị trí mới. Tôi nghĩ, cùng là đầu bếp như nhau, chắc là cậu dịch Tiểu Đông cũng đồng ý với cách nhìn của tôi.